Mưa làm kiểu này thì ban đầu em nghĩ che mưa che chắn nè, nhưng mà bây giờ em nghĩ cũng không cần đâu, tại mình phương pháp này là mình có thể mình săn bón, thì mưa hôm nay thì mình cho nó nhiều, hôm sau mình cạo lại lượng mẫu nó nhiều thì cũng y vậy, hoặc là cứ mưa xong cái phương pháp này nó chắc sáng mưa sáng 6 7 giờ hết mưa mình vẫn cạo được, thì nó phương pháp cạo truyền thống thì nắng lên là cái tiếng mủ nó bị đặc và nó không có ra mủ nhiều, nên là mưa là sáng không cạo được, còn cái này mình áp khí thì mưa xong sáng mình cạo thì nó vẫn mủ nó vẫn chạy tới trưa. Thường tầm khoảng mấy giờ sáng em hay cạo tầm? Nếu mà mưa sáng ráo cây là hết mưa, sáng ráo cây là có khi 6 giờ, còn hả mưa lớn quá thì 7 giờ ráo cây em cạo. Tại mình ngắn thì mình cạo nó cây nó hơi ẩm, nhưng nó không có mình ngắn thì nó không có chảy lan mủ bậy. Nên 7 giờ cạo thì tốc độ mình cạo nhanh, cạo xong sớm 7 rưỡi xong một phần cây nữa, 30 phút là mình cạo được 500 cây rồi, là 7 rưỡi là mình để tới khoảng 12 giờ 1 giờ trưa một chút. Em có cạo buổi chiều không? Dạ Cạo buổi chiều. buổi chiều thì những ngày nào mà mình không mưa, chắc ăn không mưa thì cứ chiều mát mình cạo thì sáng sớm mai mình trút để nó vẫn nhẽo. Chung ngày 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 nắng mình cạo rất chiều, sáng một chút thì mủ nó nhiều, còn ngày mưa đêm thì để sáng hôm sau mình cạo thì có trưa mình trút thì lượng mủ nó không bằng, nhưng mà nó vẫn đạt hơn so với mình cạo truyền thống. Bởi vì cạo truyền thống mưa lớn là sáng là nó mới cạo được, hoặc là người ta che chắn che bóng mát ép buộc cạo trời mưa luôn thì cũng đâu có hay, mà cái sáng tạnh mưa ra cạo bình thường. Cái tiếng mủ ở mấy nắp cháo vẫn bình thường đó, sau Nói chung thì vẫn ra mủ bình phương thường. pháp nào cũng vậy, truyền thống cũng vậy, 2 năm nó tái sinh tiếng mủ nó mới hoàn toàn hồi phục, 2 năm ra mấy quanh là cạo tái sinh. Mà theo nông trường kỹ thuật thì quy định phải 3 năm trở lên nó mới quay lại cạo ra tái sinh, 3 năm cái rồi. này thì nó vẫn tái sinh liền bình thường, nhưng mà tiếng mủ thì nó vẫn có, nhưng thì cũng phải chờ có thời gian hồi phục. Em nghĩ này chúng 1 năm sau 2 năm sau quanh lại cạo bình thường thôi. Cái lớp vỏ tái sinh em thấy hình thành nó có ok không? Xăm có mủ bình thường, đặt chấp xuống đợi đông kịch chứ còn thằng chấp đóng ghế vẫn được, nhưng mà lúc bơm cái Không ống nằm trên này nói ống, dở nói ngắm ống, lên bơm kịch. nói ống nè. Cái da tái sinh cạo tuyến mủ vẫn bình thường, và cái nơi vị trí nắp chóp là tuyến mủ trong nắp chóp vẫn bình thường.